Chào các bạn đến với kênh của Tuấn. Hôm nay tôi sẽ cho các bạn xem một đoạn đường thuộc thị trấn Tuy Phước, tỉnh Bình Định ngày nay. Nó phát triển và thay đổi như thế nào nhé các bạn. Hiện tại thì tôi đang đi trên cái cầu Ông Đô thuộc quốc lộ 1A. Đây là một cái ngã ba cầu Ông Đô nhé các bạn. Ở trước mặt mình là cái công viên Can Lộc, nó mới mở. Hôm trước thì mình cũng đã quay cho các bạn xem rồi đấy. Nằm ngay cái chỗ nhà hàng Hoàng Long 2 này. Nói chung qua một thời gian thì mình thấy cái thị trấn Tuy Phước ở quê mình nó cực kỳ phát triển luôn các bạn. Hồi xưa thì cái đoạn đường này, như các bạn nào mà ở Bình Định thì cũng biết, nó khá là chật luôn. Nó chỉ có hai làn đường thôi các bạn. Bây giờ thì nó mở ra thành 4 làn đường. Và nó làm giữa thì nó làm ngăn cách, giống y như ở trong thành phố luôn. Nhìn khá là xịn sò. Đường thì cây xanh khá là nhiều, rất là đẹp luôn. Cái đoạn này thì có cái bệnh viện Tuy Phước nhé các bạn. Bên phải mình đấy, chỗ xe ô tô ra đấy các bạn. Nói chung hôm trước mình cũng quay cái đoạn đường thị trấn Tuy Phước này rồi, nhưng mà hôm trước thì nó chưa làm cái chỗ quảng trường Xuân Diệu với công viên Can Lộc. Thì hai cái chỗ này nó cũng mới làm xong luôn. Với lại chỗ cái ngã tư Tuy Phước á, nó cũng mới làm xong cái chỗ đấy, nhìn rất là rộng luôn các bạn. Cái đoạn đường này thì hồi xưa đi khá là chán luôn. Nhưng mà ngày nay các bạn còn thấy đấy, nhìn đường rất là rộng, thông thoáng, mình khá là thích đấy. Chung là mình cũng quay lại sơ sơ cho những bạn nào đang sống xa quê hoặc là đang sinh sống ở và lập nghiệp ở ngoài nước, thì xem lại ở quê hương của mình nó có sự thay đổi gì hay không nhé. Chứ bạn nào mà ở Bình Định thì chắc chắn cũng biết cái con đường này rồi. Tại thì mình đi buổi chiều tầm 5 giờ các bạn, cho nên là trời nó cũng hơi xám tối rồi. Công nhân họ cũng đang đi làm về khá là nhiều. Ở quê mình đây thì công nhân thì chủ yếu làm xưởng gỗ hoặc là làm may mặc thôi các bạn. Chứ ở quê mà công việc thì chỉ có thớ thôi, làm công nhân thì chỉ có thớ thôi các bạn. Đường đây ngày nay chạy khá là sướng luôn. Cái đoạn này thì các bạn có thể quan sát hai bên nhà nó xây cái kiểu như nhà phố đấy các bạn. Các bạn nhìn bên phải mình nhé, kiểu như nhà phố người ta xây đều nhau đấy các bạn, khá là đẹp luôn. Chuẩn bị Tết 2021 rồi, chắc chắn những bạn nào ở quê, ở xa quê thì giờ tại đây xem lại sẽ thấy một bộ mặt rất là khác. Ui, chỗ đây nó có tai nạn nè các bạn. Xe máy, người đâu ta, người chắc đưa đi bệnh viện hết rồi. Đường rộng quá thì chạy ẩu thôi các bạn. Chỗ này thì ngã tư Tuy Phước chứ các bạn.
Như hôm trước mình nói thì rẽ trái thì lên cầu Bài Di, cầu Gành, rẽ phải thì đi xuống Quy Nhơn. Chỗ này là có cái quán trường Xuân Diệu. Hôm trước mình cũng quay cho các bạn cái đoạn này cho các bạn xem rồi. Quán trường Xuân Diệu nè. Rồi bây giờ chạy tới chỗ này là có một cái ngã ba, ngã tư. Hồi xưa thì gọi là ngã tư nhà đèn nhé các bạn. Nhưng hồi xưa thì chưa có cái trụ đèn xanh đèn đỏ này đâu. Bây giờ thì nó làm đèn xanh đèn đỏ rất là hoành tráng rồi này. Rồi bây giờ mình sẽ rẽ trái. Đoạn này thì vừa Phước Nghĩa nhé các bạn. Cái chỗ này thì cũng mở rộng ra rồi này. Mới mở rộng xong luôn các bạn. Hồi xưa thì đoạn này đường bê tông mới đổ dầu luôn. Đường bê tông thì các bạn cũng biết rồi, tầm 3 mét, 3 mét rưỡi, 4 mét gì đấy, rất là nhỏ luôn. Bây giờ thì thành gấp đôi rồi. Giải phóng mặt bằng ra nó đổ dầu gì khá là đẹp, chỉ cái đều là nó mới làm xong cho nên là nó chưa tô vạch các bạn, tô vạch màu trắng. Đoạn này thì các bạn có thể chạy vào Phước Nghĩa. Cái đoạn này thì hồi xưa chúng chẳng muốn đi đâu, nhìn cái nó ổ ghè ổ vịt không, đường nó bị hư đó các bạn. Đấy, trước xa xa thì trước mặt mình các bạn cũng có thể thấy một cái quốc lộ 19 nhé. Quốc lộ 19 đấy thì trên cầu Bà Di chạy xuống tới dưới Quy Nhơn, cảng Quy Nhơn đấy các bạn. Thôi, tới đây thì mình cũng dừng lại nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Like, share các kiểu nhé các bạn.